2, 3, ôi chạy rồi, hí hí. Lên, lên ông, chạy rồi. Cái gì đây? Chào em, chào anh. Cái gì đây? Cái gì ạ? À, cái này là Vega giá 500k anh nhá, Vega hàng khủng. Vega á? Vega có 500k thời báo giá một ngày á? Thôi ông nhìn ông đi. Thôi. Thôi. À, không biết cái gì. Thôi. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PCM. Các bạn đừng để ý cái thằng áo đỏ lúc đầu video nha, thằng ấy nó không biết gì đâu. Cái này là con Vega mình mua của bạn Hùng Trần này, với giá 500k, mình để cũng khá là lâu rồi. Các cái bóng gói nó bong hết cả ra rồi này. Đấy. Giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem em nó còn nguyên vẹn không các bạn nhá. Đây, Vega chúng ta đây các bạn nhá. Đấy. Ui, vẫn chưa thấy. Đấy, Vega chúng ta đây các bạn này. À. Ô, đẹp chưa? Các bạn nhìn thấy đẹp không? À. Radeon này, Radeon Graphics AMD, một cái tông đỏ đen rất là đẹp luôn. Ui, ăn hai chân nguồn này, một chân 8 này, một chân 6 pin này. Nhưng mà cái này là cái hộp nhựa thôi các bạn nhé, mà chỉ có một cái quạt ở giữa này thôi, không có nhiều quạt đâu. Nhưng mà này, nhìn nó dài sượt chưa? À, ôi trời. À, còn cái phần nhựa này nhìn còn khá là mới luôn các bạn nhé, bóng này đỏ đen rất là ngầu luôn. Mặt này của chúng ta sẽ có HDMI này, DVI này, hai mini HDMI này. À, cái phần này nó là bằng thép này, chưa bị rỉ riết hay là bị oxy hóa hay gọi là muối miếc gì đâu các bạn nhé, vẫn còn rất là đẹp luôn này. À, các bạn nhìn chưa? À, cái phần này thì nó là một cái quạt chống sóc to đùng, nó che vào đây mình không nhìn được vỉ bên trong là gì. À, mặt này chúng ta sẽ có một cái tem Trung Quốc này các bạn này, một cái tem Trung Quốc này. Cái tem vừa nãy ở trên cái hộp nó cũng là Trung Quốc, chắc bạn này bạn đặt mua từ Trung Quốc rồi. Con này là con AMD, chỗ này là giống chữ R9 hay sao các bạn này, R9 này, nhưng mà không biết là bao nhiêu này, 3GB các bạn nhá. Đấy, mặt sau này, mặt sau chúng ta không có tem tiếc gì đâu các bạn nhá, không có tem siêu tem siết gì cả. Nhìn vì mạch thì còn màu xanh, nhưng mà phần này mình thấy nó có vẻ hơi thẫm hơn này. Cái phần này này, màu xanh nó đã ngả sang màu vàng một chút xíu rồi. Đấy, chỗ này thì nó đỡ hơn này, cả cái phần này thì nó màu xanh này, chỗ này nó cũng hơi ngả vàng này các bạn này, không biết các bạn nhìn qua cam có rõ không, nhưng mà đây nhá, từ đây này kéo sang đây là ngả vàng này, bên này cũng là ngả vàng này. Đấy, còn lại thì mình nhìn cái vị mạch của nó còn khá là nguyên bản, bụi đất bám đầy này. À, đấy, bụi đất bám đầy luôn này, chứng tỏ là bạn ấy mua về bạn ấy để không dùng gì cả. Nhưng mà cái tem này thì đã mở rồi, tem này của từ bên Trung Quốc về thì đã mở rồi, tem từ trên Trung Quốc về đã mở rồi thì đã mở rồi ở Việt Nam rồi các bạn nhé. Nhưng mà nhìn qua này, đấy, các bạn có thể nhìn thấy bên trong không, à, cũng vẫn còn khá là bụi bẩn đấy, chứng tỏ là có thể là vẫn còn nguyên si các bạn nhé. À, hiện tại là mình chỉ nhìn được như vậy thôi bởi vì chúng ta không tháo được ra. À, chỗ này chúng ta cũng có thể nhìn rõ được bụi này. Đấy, cái phần nắp này nó che hết rồi, không nhìn rõ bên trên. Thế nhưng mà về phần hình thức, một con Vega 500K R9 như này là đẹp các bạn nhé, tông rất là ngầu luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống dưới kia nắp và test thử để xem nó có chạy được không. Và lát nữa mình sẽ phẫu thuật em này để xem bên trong nó như nào các bạn nhé. Đó, các bạn chờ một lát đi. Ngon rồi đây các bạn nhé, mình đã lắp ráp xong em nó rồi. Cái tông màu đỏ đen này với hở đen xanh, đấy, lại còn thêm tí hồng nữa, cực kỳ nhiều màu luôn. Giờ chúng ta sẽ bật thử để xem em nó có lên được không nhá. Đâu nhỉ? Đây, 2, 3. À quên, chưa bật nguồn sao nhỉ? À, bật nguồn luôn á. À đùng. Sao không lên? Bật nguồn rồi nhưng mà không lên các bạn ạ. Điện có vào à. Ơ, đừng nói là tèo nhá. Bật thử nào, 2, 3. Ô, không đóng được nguồn này. Ôi trời ơi, chết rồi. Tèo mê nè. Chúng ta sẽ thử lại nhá. 2, 3 nào, 2, 3. Ôi, chạy rồi, hí hí. Lên, lên ông, chạy rồi. Ú, ngắt. À, chạy lại. Hú rồi. Chưa thấy lên. Ô, lên. Bàn phím lên. Hình vẫn chưa thấy đâu rồi các bạn này, hình nháy đèn kìa. Đấy.
màn hình nháy đèn kìa, bàn phím thì lên rồi nhưng mà chưa thấy lên hình các bạn nhá. Đấy, chưa thấy lên hình rồi, vừa nãy thì tưởng là main lỗi, bây giờ không thấy lên hình nên nó mới đẻo chứ lại. Đèn xì à, đó cũng giống như lần trước, hy vọng là em nó lên được các bạn nhé. Ok các bạn này, chúng ta vừa vệ sinh này, cắm lên cái HDMI rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ bật thử để xem liệu nó có lên được không nhá, hay là nó lại ra đi rồi, mình để lâu quá mà. Chúng ta sẽ bật thử nhá, 2 3, chạy rồi đấy, lên không, quay có vẻ như nào hơn, lên, bàn phím lên, hình vẫn không thấy dâu các bạn ạ. Vẫn không thấy xuất được hình ra này, bàn phím sáng trưng rồi nhưng mà không thấy hình đâu cả, không thấy bất kỳ một cái hình nào các bạn nhá. Cắm HDMI rồi này, cắm HDMI rồi này. Đấy, nhưng mà vẫn không lên được đâu. Thế nó mới nhỏ chứ. Để mình tháo ra để mình xem cái hộp này như nào nhá. Các bạn chờ một lát đi. Oh, đây rồi các bạn nhá. Nhưng mà nó là hai cái hộp này. Thêm một cái quạt riêng, một cái tản nhiệt riêng cho GPU này. Đó, nó không liền nhau các bạn này. Đó, cái quạt cái này chỉ là cái cùng bên trên thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy là mạch cũng khá là đều đó các bạn này. À, sạch sẽ, còn nguyên cả bụi này. Đấy, đèn xì luôn. Nhưng mà cái phần GPU này lại không phải rồi. Mình tháo lốt cái GPU nhá. Đấy. Ô, keo như này có vẻ keo zin này các bạn này. À. Đấy, keo này này. Được chưa? Đấy, nhìn giống keo zin phết đấy các bạn nhá. Mình tháo cái quạt này ra xem nào. Đấy, vì mạch của chúng ta đây các bạn này. Phần ram này, phần ram nhìn rất là đều luôn nhá. Không bị sẫm màu hơn này. Ở đây có vết gì này? Cái đây có vết gì đây? Vết này là vết gì các bạn nhỉ? Các bạn nhìn xem nó vết gì để mình bật cái đèn lên xem nào. Các bạn có nhìn thấy vết gì không? Không rõ lắm các bạn, như kiểu bị mốc hay oxy hóa gì đấy. Nhưng mà keo này, keo bôi rồi, chết chết cả ra này. Đấy. Nhưng mà GPU này có vẻ vẫn còn zin này. Keo thì khô hết cả rồi các bạn nhé. Còn vì mạch của chúng ta này, đây cái chỗ này nó hơi ngả màu vàng hơn này. Đấy, phần còn lại nhìn vẫn còn dấu bụi thời gian này. Có vẻ là còn nguyên các bạn nhé. Mặt này cũng thế này. Đấy. Đều luôn. Bên này xem nào. Ui, cái gì đây? Ôi cái gì đây? Đây. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi. Cháy một miếng to đùng ở đây các bạn này. Cái này chắc phải cháy thành lửa các bạn nhá. Bởi vì đây, nó cháy đây nào. Khói đen nó bốc lên tận đây này. Đấy, từ đây lên đây. Ấy, ui giời ơi, thả nào nó không lên được. May mà lúc ấy mình cắm vào cái main này này, nó lại không bốc khói, chứ không nó bốc khói thì thôi. Toi cả Vega, toi cả mà main luôn các bạn nhá. Cháy một miếng rất to này. Trái này nhìn thấy lỗi ngay nhưng mà cũng không thể thay con này thì sang ngay được đâu các bạn ạ. Bởi vì nếu mà thay sang mà không đo đoạn mạch cái khi đóng vào cái nó lại cháy tiếp ấy. Đó, chỉ cháy mỗi phát đấy thôi các bạn ạ. Mà cái chỗ cháy này hình như đúng cái chỗ mà nó bị sẫm màu hơn, nó bị ngả sang màu vàng này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đúng cái chỗ ngả sang màu vàng mà lúc đầu mình bảo đấy. Chứng tỏ là chỗ này nó nóng quá các bạn ạ. Chỗ này nó nóng quá, nó bốc khói, nó cháy luôn ở đây. Chập gì nó cháy đây này. Các bạn nhìn đó chưa? Cháy hẳn cả vào đây này. Đấy. Còn lại thì vẫn là ok, không thấy có cây ải gì cả, chỉ bị mấy ối phết cháy đây thôi. Đèn thật, đấy là con này là bị cháy từ trước rồi các bạn nhá. Đấy, 500k không thơm rồi. Cái thằng áo đỏ lúc đầu nó nói đúng đấy các bạn. Không ngon rồi. May mà không cháy lốt cái main kia của mình. Đó, con này thì chắc là anh em là thợ xem là người ta có giải quyết được hay không thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.